Chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của Minh Phụng Music. Chắc hẳn trong thời gian qua, anh em rất tò mò về mẫu đàn mới nhất của nhà Kidman phải không? Đúng vậy, đó chính là mẫu đàn organ mới toanh từ nhà Kidman. Kidman K360. Được rồi, để anh em không chờ lâu nữa, hãy cùng mình đập cái đàn này nhé. À nhầm, cùng mình đập hộp cái đàn này nhé. Mới phê quá các bạn ơi. Đã thiệt. Quá ngon luôn. Wow. Như anh em có thể thấy, chiếc đàn được bảo quản trong hộp cà tông rất là dày, lên đến tận 3 lớp. Ngoài ra còn có lớp mút dày cứng cáp để bảo vệ thân đàn. Cây đàn sẽ bao gồm những phụ kiện nào? Cùng mình tìm hiểu nhé. Đầu tiên sẽ là chiếc giá để sách. Với vẻ ngoài chắc chắn và kích thước lên đến 50cm sẽ đủ để các bạn để những quyển sách nhạc lớn và cả iPad phục vụ việc học nhạc. Và đây là sách hướng dẫn sử dụng. Quyển sách này lên đến 55 trang, có đầy đủ các chức năng của đàn để anh em dễ dàng sử dụng. Và bây giờ sẽ đến với nhân vật chính của ngày hôm nay. Nào, hãy cùng mình khui em nó ra nhé. Và đây, nhân vật chính của ngày hôm nay chính là cây đàn organ Kidman K360. Có một lưu ý nhỏ là khi khui đàn xong, các bạn đừng vội bỏ 20 mút ở đầu đàn nha. Vì cục adapter sẽ nằm trong cục mút phía bên trái của đàn, nên anh em nhớ lưu ý nha. Hãy cùng mình chiêm ngưỡng siêu phẩm này nhé. Trọng lượng chỉ 5,3kg và có thể dùng pin, anh em sẽ dễ dàng mang cây đàn này đi bất cứ nơi đâu, từ các lớp học nhạc nè đến các buổi picnic vô cùng thuận tiện. Cây đàn Kidman K360 với màu xanh navy. Màu sắc này theo mình thấy thì vô cùng mới mẻ và hiện đại. Tất cả các phím chức năng được bố trí rất khoa học ở trung tâm bảng điều khiển. Ngoài ra còn có màn hình LED 4 inch hiển thị sắc nét tất cả các thông tin của đàn. Nó xoay, dễ dàng điều chỉnh tiếng và điệu. Đàn còn trang bị big band giúp luyện lấy các âm sắc dân tộc như chanh, sáo, bầu. 61 phím đàn được trang bị công nghệ cảm ứng lực nhấn 5 cấp độ và đi kèm một chế độ off. Ở đây là 6 cổng kết nối vô cùng thuận tiện dành cho người chơi trên cây đàn Kidman K360. Lần lượt sẽ là cổng nguồn 12V, tiếp đến là cổng mic kết nối micro, cổng USB kết nối các thiết bị âm thanh vào đàn thông qua máy tính, điện thoại di động và máy tính bảng, và cổng phone line out để xuất âm thanh ra ngoài, và cổng button kết nối với pedal để tạo độ vang, và cuối cùng là cổng USB MIDI để xuất dữ liệu MIDI cho các bạn học nhạc và làm nhạc. Và đó là mình đã giới thiệu sơ lược về cái đàn organ Kidman K360. Mình sẽ làm chi tiết hướng dẫn các chức năng của đàn trên video sắp tới nha. Ngoài ra, các bạn có thể thưởng thức các điệu và tiếng của đàn qua các video mình đã làm. Hiện tại giá của siêu phẩm này đang là 7.390.000. Khi mua, các bạn còn được tặng kèm bộ quà tặng vô cùng giá trị, đó chính là một chân ít đôi cao cấp, một bao đàn hợp da vô cùng chắc chắn xịn sò và một jack chuyển đổi tai nghe. Các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đến ngay các hệ thống showroom của Minh Phụng Music để trải nghiệm siêu phẩm này nhé. Tại showroom 347 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3 và 98 Bành Văn Chân, phường 7, quận Tân Bình. Các bạn cũng có thể gửi tin nhắn trực tiếp đến fanpage hoặc liên hệ qua số hotline của tổng đài 0919768606. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Hãy để lại một like, share, subscribe ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.